Ơi, xin chào mọi người nha. Không biết thì nhiệt độ hôm nay ở chỗ mọi người như thế nào, chứ ở chỗ mình đây nó nóng quá là nóng. Và mọi người xem nè, nguyên cái vàng. Mình thì mình đang tính là trồng trồng phủ xanh cái bức tường này để cho nó mát cái nhà của mình. Nhưng mà nó cháy hết trơn rồi, cháy sạch trụi luôn. Nói chung thì mình với lại ba mình thì cũng vừa mới từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch về hồi tối hôm qua. Ba của mình thì gặp một chút vấn đề về phổi, nó có khối u với lại bị vi khuẩn đó. Cho nên là phải phẫu thuật cắt bỏ phổi, cắt bỏ một 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 phần phổi ở bên trái một nửa. Thì nằm ở trên đó, nằm ở trên bệnh viện hết một tháng trời, đúng một tháng luôn. Tối hôm qua vừa mới về về nhà thì nói chung ở nhà thì em mình đi làm, còn mẹ mình thì buổi trưa nắng quá đâu có ra ngoài đây đâu. Thì em mình nó chỉ tưới buổi sáng với lại buổi buổi tối thôi, còn buổi trưa nó không tưới. Tới lúc mình về mình nhìn mà thiệt phải nói là nó cháy trụi lũi luôn, nhìn đau lòng luôn. Cây này nó suy mà nó cháy, mình cháy hết cả thân luôn. Tính là ba mình thì chữa từ hồi năm ngoái, từ hồi tháng 11 năm ngoái cho tới bây giờ mới xong. Nhưng tính là ổn định xong rồi cũng xây dựng lại kênh của mình. Nói chung là mình cũng có một cái kênh YouTube, cái tên y chang như là cái kênh TikTok của mình luôn, cái avatar cũng y chang luôn, mọi người tìm là thấy. Thì làm về cây cảnh rồi cá cảnh rồi này nọ thôi. Đợt này thì mình tính là trồng cây kiểng lá. Thì sau khi mà ba mình ổn định đồ thì về xây dựng lại kênh. Nhưng mà hôm qua về phải nói là nhìn là không biết nói cái gì luôn, nó cháy sạch trụi luôn. Nóng tới cái mức mà không thể chịu nổi. Đây. Đây mấy cái môn, môn này môn ăn thôi nhưng mà nó vẫn chơi kiểng lá được. Mình tính là vừa chơi kiểng lá, vừa trồng cho xanh, vừa trồng để ăn, nhưng mà về nó cháy. Cháy tan nát hết luôn. Nắng ơi là nắng luôn, cái nhiệt độ gì mà chịu không nổi. Đây bên đây nó này, cháy trụi lũi. Nhìn buồn thê thảm luôn mọi người. Nắng quá, cái thời tiết nắng quá, không biết ở chỗ mọi người như thế nào. Thôi giờ tạm thời như vậy. Rồi sau đó thì từ từ mình sẽ giới thiệu về cái vườn của mình, với lại sẽ xử lý lại cái khúc bên đây. Mục đích của mình là muốn phủ xanh lại toàn bộ cái khúc sân này của mình để cho nó mát. Chứ cái thời tiết bây giờ thì nó nóng quá. Nói chung là mọi người muốn cái không gian của mình nó mát á, thì mọi người nên trồng thêm cây xanh. Chứ về máy lạnh, về phun nước đồ này nọ thì nó sẽ không có lâu dài được đâu. Càng trồng nhiều cây xanh càng mát, đặc biệt là ở thành phố. Ở mình đây thì cây cũng nhiều lắm nhưng mà vẫn nóng. Chung mình sẽ trồng trồng rồi update thêm những cái cây mới, thì có gì mình sẽ update từ từ lên trên kênh của mình để cho mọi người cùng xem. Và mình cũng chia sẻ tất cả những gì mà mình biết về những gì, nói chung là tất cả những gì mà mình trải nghiệm qua thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người, để mọi người cũng có những cái thú vui giống như mình. Đấy.